Nhưng mà cái ấn tượng của em đầu tiên về Hạnh là đẹp đã đúng không? Tức là em nhìn em thấy không, đẹp. Hồi đó gác gái đẹp lắm. Trời ơi, bây giờ vẫn gác gái đẹp. Thiệt không? Nhìn thẳng với ánh mắt mình đi. Trời ơi, viết tặng người đang cua mà tặng bài thất tình. Không có duyên dễ sợ. Nhưng mà em có buộc không? Em yêu mà. Thế bây giờ nếu mà em không buộc thì nghĩ sao? Em mà không nghe chắc em dập máy, em mắng mắng luôn. Chật, em đang ở nước ngoài nha, đứng gọi nha, lát gọi lại đi. Cả cái giới showbiz ở Hà Nội với showbiz Sài Gòn đôn ấp vào lên và không hiểu hai đứa này nó yêu nhau lúc nào mà cưới nhau nhanh thế. Thực ra lúc đó bản thân chị cũng ngạc nhiên nữa. Cái đó là thực sự. Em đi ra chợ em mà muốn đi mua đồ ấy, giống như là đi chiến đấu ấy. Cái thời mười mấy năm trước em nói người ta chẳng hiểu gì cả. Em với anh em nói chuyện với nhau còn thỉnh thoảng còn chẳng hiểu nó nhau còn nói hiểu gì. Nhau. Vợ đứng trên lầu. Anh ơi lấy cái gì á? Lấy cái gì á? Đưa lên ba chị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chị thấy em son chưa? Son. Son 13 năm đủ son chưa? Ôi, rồi. Rồi mời hai vợ chồng. Chắc có lẽ là quý vị khán giả trong trường quay nhận ra đây là ai phải không nào? Cặp vợ chồng Minh Khang và Thúy Hạnh. Rất là vui khi hôm nay được ngồi đây trò chuyện cùng với cặp đôi vàng trong showbiz hả? Đúng chưa? Rồi bây giờ trước tiên chắc có lẽ là đúng format là mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Mình là bé Khang, hôm nay bé được tròn được 40 ấy. Bốn mấy tuổi đúng không? 40 mấy tuổi. Thôi cứ đầu bốn, cứ đuôi chơi vơi, ai cho nhiều cho. Em là nhạc sĩ Hòa Âm Phối Khí. Em người Huệ. Không, em là Huệ. Ủa, em có Huệ hả? Đúng Huệ hả? Đồng quang. Chào tất cả mọi người, mình là Thúy Hạnh. Hiện nay thì cũng bằng tuổi ông xã hơn vài tháng. Có thể gọi là máy bay bà già của... Không máy bay đâu. Không máy bay nha. Còn công việc, nghề nghiệp chính bây giờ là nội trợ ở nhà trông chồng và hai con. Trông chồng và hai con. Thôi bây giờ nè Khang, làm việc chung với nhau cũng nhiều thiệt. Nhưng mà chưa bao giờ biết về cái cuộc tình của ông với Thúy Hạnh. Lên mạng sợ. Thôi hôm nay, không lên mạng tự nhiên trả lời một câu gì kỳ cục gì. Trời đất ơi, Khang nó duyên dáng dễ sợ. Có một cái thông tin này chắc là mọi người, nếu mà cũng có thể có người biết nhưng mà ít người biết hơn. Đó là cái vụ mai mối ấy. Hai bạn này gặp nhau chả ai biết ai. Em không biết ông này là ai mà anh chàng này cũng không biết em là ai luôn. Một lần người gặp cô này đi với Đăng Khôi. Đăng Khôi ngồi đây, mình ngồi đây, Thúy Hạnh ngồi đây. Ê mày, Khôi mà, ai vậy mày? Anh không biết hả? Không, tao đâu có rảnh đâu, tao biết. Thấy nhìn cũng xinh xinh cũng được, ai vậy mày? Ủa, nổi tiếng lắm, khác tiếng lắm á, không biết. Không, tao đâu có biết. Người mẫu Thúy Hạnh. Mẫu Thúy Hạnh là ai mày? Không biết, thiệt thật là không biết. Thì từ cái những cái không biết, những cái đơn như vậy thì vô, được. Thôi ổn ổn hay không, mà thấy cô này lạnh tanh, thấy ghê quá. Nhưng mà cái ấn tượng của em đầu tiên về Hạnh là đẹp đã đúng không? Tức là em nhìn em thấy không, đẹp. Hồi đó gác gái đẹp lắm. Trời ơi. Bây giờ vẫn gác gái đẹp. Thiệt không? Nhìn thẳng với ánh mắt mình đi. Thích cái nét đẹp thôi. Rồi bây giờ tới Hạnh. Thôi muốn hỏi Hạnh là cái ấn tượng đầu tiên của Hạnh khi gặp người đàn ông này như thế nào? Nếu mà nói thật lòng em chẳng có ấn tượng gì cả. Chưa nha, ngày xưa đẹp trai hơn. Trời ơi. Hồi đó có tóc không? Ở Lâm Diên Khanh. Nghĩ đó tóc hai mái phải không? Không, hồi đấy cũng ít tóc nữa nhưng mà gầy hơn bây giờ. Cái thời quen em là có 72 kg thôi. Em với Khôi thì Khôi cũng là ngoài Bắc. Thì hồi đó em đi làm chương trình thì mấy chị em gặp nhau thì thấy Khôi có dắt heo anh chàng này. Thế nên là thì cũng biết có giới thiệu đây là nhạc sĩ thôi. Thì cũng biết thế anh chàng này cũng hiền hiền vậy thôi. Nhưng mà ấn tượng của em là sau đó em cũng có việc em cần đặt bài, đặt hàng để làm nhạc thì vô tình là mới nhớ ra là Khôi có một anh bạn nhạc sĩ ở Sài Gòn mà nghe nói là cũng có rất là nhiều bài hit thời gian điểm đó. Thế nên là em mới nhờ là Khôi thử liên lạc để đặt hàng anh Khang. Nói chung là hai người quen nhau từ công việc trước. Xong cái việc là đặt hàng các khúc thì liên lạc với nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn rồi chả hiểu đổ nhau lúc nào chả biết. Rồi lúc nào là em đổ gục, em nói chị nghe coi. Xong rồi kẻ bắt người nam, đúng không? Xong vô tôi viết một bài khác. Bắt đầu mùa thu chuyển mùa đông. Đó. Một mùa thu lãng mạn. Mình nhạc sĩ nữa. Trong Nam ngoài Bắc nữa. Bắt đầu là nhớ rồi. Bắt đầu là sáng tác ca khúc. Đó là ca khúc Khóc Mùa Đông. Khóc Mùa Đông. Khóc Mùa khi Đông. Khóc Mùa Đông mà khi sáng tác xong làm gì? Khi viết xong ta làm gì? Ta bóc điện thoại lên, ta gọi và ta hát trên điện thoại. Trời ơi. Lúc đấy là... Hát một câu đi. Hát câu là nghe. Lên mạng sợ. Thôi, không có mạng. Không có mạng.
sao không thấy... có xài mạng, tôi không có xài mạng. Không, lúc đấy là thực ra là lúc đấy em đang đi công tác nước ngoài chứ. Mà gọi điện mà ông gọi ông hát mà thề em thật với chị lúc đấy mà sót tiền điện thoại dã man mà không nghe nói. Ông mà nghe đã lắm không? Ông nói chuyện điện thoại là cả mười mấy phút đồng hồ em về trả tiền điện thoại ngoại mạng chết luôn á. Thôi bây giờ quay trở lại, bây giờ hát một câu nghe coi. Tôi không biết bài đó. Buổi sáng trên mặt hồ công viên đi đi. Cơn mưa phùn vừa qua lối này. Tôi quặn mình trong chân với nỗi đau vừa đi qua. Trời ơi, viết tặng người đang cua mà tặng bài thất tình. Không có duyên dễ sợ. Nhưng mà em có buộc không? Em kêu mà. Thế bây giờ nếu mà em không buộc chị nghĩ sao? Em mà không nghe chắc em dập máy em mắng mắng luôn chật. Em đang ở nước ngoài nha, đứng gọi nha, lát gọi lại đi. Em cố em nghe hết 15 phút đó chị. Coi như là lúc đó là đổ rồi đúng không anh? Nói chung là cũng có rồi. Khi mà em tiếp xúc với anh chàng này thì em cảm nhận khác. Tại vì Khang thì cũng hơi thiệt thòi so với rất nhiều người khác, là Khang mồ côi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ rất là sớm. Nên là khi mà gặp một cái anh chàng mà người ta dành một tình cảm một cách rất là chân thành. Đối với em, hình ảnh lãng mạn mà lần đầu tiên em nhìn thấy người đàn ông này dành cho em, đấy là hình ảnh mà anh ấy đến nhà của em. Lúc đấy là em đã dọn ra em ở riêng rồi. Anh ấy đến nhà của em và anh ấy thấy em đang dọn nhà thì anh lăn xả vào quét nhà, lau nhà. Ngày đấy không phải là lau nhà bằng cái cây lau nhà đâu, mà phải giặt vò bằng khăn rồi quỳ xuống. Quỳ xuống, tôi coi như là trà nhà này nè. Thì thực ra đối với em á, cái hình ảnh đó nó đáng quý hơn rất là nhiều là một bữa ăn lãng mạn với cả hoa hồng hay là rượu champagne. Thì hình ảnh đó làm cho em cảm nhận được đây mới chính là người đàn ông của gia đình. Rồi đến khi nào thì là Hạnh và Khang quyết định cưới nhau là khi nào? Từ lúc yêu cho đến lúc cưới chưa đầy một năm. Lúc mà em gửi thiệp cưới đi Khang cho tất cả mọi người bạn bè em Hà Nội, cả cái giới showbiz của Hà Nội với showbiz Sài Gòn đồn ấp vào lên và không hiểu hai đứa này nó yêu nhau lúc nào mà cưới nhau nhanh thế. Thực ra lúc đó bản thân chị cũng ngạc nhiên nữa. Cái đó là thực sự, nhưng mà chị muốn hỏi Khang này nè. Khi mà bắt đầu em Hạnh nhận lời là làm vợ em á, xong lại bỏ Hà Nội luôn đi vô đây với theo em á, lúc đó em sao? Trong tiên liệu hay là ngoài tiên liệu hay là hoang mang? Hoang mang hả? Nó bắt đầu khổ rồi. Vô sao lo đây? Nó vợ, nó con, lo mọi thứ đây. Ráng. Hoang mang nhưng mà hạnh phúc đúng không? Tụi em á, là hai đứa liều cưới nhau ấy chị. Tại vì thứ trước cái quan điểm của em là em không muốn rời Hà Nội. Luôn là em nói rằng em không bao giờ muốn rời cái mảnh đất mà em yêu. Ông Khang thì đang trong thời gian thật sự là cũng đang có nợ nần ở công ty, cũng đang không phải là thời gian tốt. Tính em thì thật sự mà nói thì tính em hơi bướng. Đâm ra đối với em nghĩ em chỉ đơn giản em nói với anh ấy là cả hai đứa mình đều có sức khỏe, đều lao động được. Thì không có lý do gì mà không lo được cho cuộc sống gia đình. Quan trọng là hai đứa có cùng đồng lòng với nhau không. Hai đứa quyết định cưới nhau và quyết định là coi như là gần như là tay trắng làm lại từ đầu. Lúc đó Khang phải đi vay tiền để làm đám cưới. Đám cưới là không có tiền để tổ chức đám cưới mà phải đi vay bên nhà nội. Nhà Khang, gia đình lúc đấy chỉ có 3 người và một số bạn bè. Tại vì gia đình Khang thì ba mẹ mất sớm, chỉ có một người chú, người anh cả và một người mẹ của một người bạn thân là đi xin dâu, còn lại là không có đông như là người ta. Nên đối với em cũng nói với cả bố mẹ em là con quyết định cuộc sống của con. Con cũng cảm ơn là bố mẹ nuôi dưỡng con trưởng thành đến bây giờ, nhưng mà con có thể được quyền tự quyết định cái cuộc sống sau này của con. Sướng thì con hưởng mà khổ thì con chịu. Và em quyết định là đi với Khang, bỏ hết sự nghiệp lại ở Hà Nội. Công ty em để lại cho Hằng mọi thứ hết. Tại vì em vào Sài Gòn là em phải làm lại từ đầu, chứ công ty đâu có mang vào. Kể có mang vào cũng phải làm lại từ đầu mà. Và khi vừa lấy Khang thì em cũng bắt đầu có bầu bé đầu tiên luôn. Nên thật sự là cái năm đầu mà em cưới nhau là một năm rất là hỗn loạn. Quá là khó khăn đúng không? Vâng, rất hỗn loạn. Nhà thì ở nhà thuê, xong bắt đầu cũng bắt đầu có bầu thì em đã không làm việc được, thì em lại phải phụ thuộc vào Khang. Nói thế thôi nhưng em vẫn làm cố đến tận tháng thứ 6, tức là em vẫn đi dẫn chương trình, vẫn dẫn event mà em mặc những bộ trang phục để có thể che bớt cái cơ thể. Và bạn em nhiều đứa nó bảo mày quá liều. Vẫn còn cầy em. Thì bây giờ như nào, vợ chồng đúng gọi là vợ chồng son, thời điểm đấy mới cưới không cầy thì đến bao giờ mới có thể có được cuộc sống. Nên là hai đứa cứ như thế tiếp tục cho đến khi là em quyết định là
mình là phải an cư thì mới lạc nghiệp. Ừ. Mình phải có một mái ấm, chứ mình không thể nào mình cứ suốt ngày lang bạt đi thuê nhà như thế này thì không biết bao giờ mới lạc nghiệp được. Ừ. Thì em chỉ hỏi anh ấy đúng một câu thôi, là bây giờ em cần gần này tiền một tháng để trả lãi ngân hàng, anh có làm ra được không? Anh làm ra được thì em sẽ kiếm cách để mua nhà, mặc dù là tay không bắt giặc. Anh ấy suy nghĩ hồi, anh bảo ok anh cố, anh làm được. Ừ. Thế là em quyết định lúc đấy là tay không bắt giặc, đi mua nhà bắt giặc luôn. Cái thời điểm đó đó, em làm như thế nào để mà em có thể vượt qua được cái khủng hoảng đó? Thì nghĩ tới chứ, con đứa con cứ nghĩ tới con thì vâng, phải cố là cố gắng đến cuộc sống, nó đề nghị những nợ nên có những cái vất vả nào cái đó không? Với lại em từ nhỏ nó vất vả rồi, khổ rồi, cái chuyện này xá gì, mình còn trẻ mà có bàn tay mà cha mẹ đã dạy mình rồi, con có khối óc, cái bàn tay con không giận sợ đói. Chắc chắn một điều mà để ý thôi, rất là nhiều vợ chồng son mà em nghĩ là vợ chồng son thường là 3 năm đầu phải vượt qua. Đúng không rồi. Vượt qua 3 năm đầu là 3 năm đầu là vất vả lắm. 3 trong... năm đầu mà mình 3 năm đầu ở đây là Hạnh còn phải vượt qua được cái không gian, cái địa lý, cái sư, cái nếp sống và cả cơ địa, cả người. Vâng. Cái khó lắm. Em với anh này sống với nhau mà thỉnh thoảng còn không hiểu nhau nói gì mà chị. Em nhá, văn hóa em cũng phải làm quen lại nhá. Lối sống văn hóa, kể cả cách nói vùng miền khác nhau, từ ngữ cũng khác nhau. Em đi ra chợ em mà muốn đi mua đồ ấy, giống như là đi chiến đấu ấy. Cái thời mấy năm trước em nói người ta chẳng hiểu gì cả. Em với anh em nói chuyện với nhau còn thỉnh thoảng còn chẳng hiểu nhau nói gì. Hiểu nhau. Vợ đứng trên lầu. Anh ơi lấy cái gì á? Lấy cái gì á? Đưa lên ba chĩa. Không phải cái gì á? Cái đĩa. Cái gì á? Chồng không hiểu nhau là gì. Đã hiểu. Vạn lên hai lần là gì? Đây có mỗi cái chuyện sinh hoạt trong nhà mà nhiều khi phì cười, tại vì toàn lấy đồ sai, tại vì dùng từ khác nhau mà chị. Rồi như vậy là các bạn đang lấy nhau là 13 năm. Trong 13 năm coi như là có thật xấu gì lòi ra không? Đó bây giờ là cái lúc đến lúc mà tôi thật xấu á. Có nóng tính không? Đó, ai nào? Thận tôi có nóng tính không? Khỏi thận cho nhanh. Không, bây giờ hỏi Hạnh đi. Không nóng tính chị, không hề nóng tính mà cực kỳ nóng tính thôi. Ừ, nó nóng tính lắm. Nóng tính lên máu thì chị biết rồi đó. Tính khanh em nha, nếu như mà thương ai á thì bao nhiêu ruột gan đưa ra hết. Nhưng mà đừng để cho ông lên cơm mà ông nóng tính, ông ghét thì bao nhiêu ông quăng ra cửa sổ. Là con số 0. Tính vậy đó chị. Mà ở đây là em cũng nói Khang bây giờ thay đổi rất nhiều đấy chị. Bớt nóng hơn rất là nhiều. Tại vì cái nóng tính nó ảnh hưởng sức khỏe nữa. Chứ không phải chỉ riêng là cái tính không đâu. Này con cái nữa, vợ con nữa. Thứ hai nữa, nóng tính thì mình thiệt chứ người ta đâu. À đấy, bây giờ biết nói rồi. Rất là dễ. Bây giờ biết tự nói. Đây là cái câu mà tôi hay nói với anh ấy lắm. Đấy, bây giờ biết tự nói luôn rồi. Rồi còn gì nữa. Không, mà những vẫn nóng chứ. Ủa, ôi chị ơi, còn một cái tính nữa thì ôi chị. Cái gì? Này, chị nhìn này. Tốt bụng. Tốt bụng đây là nghĩa đen mà nghĩa bóng. Tốt bụng lắm nên đói ăn cái là xấu tính cực kỳ. Xấu tính đói đúng không? Ôi xấu, đừng để ông ấy đói, ông ấy đói thì xấu ngủ không? Xấu ngủ thì không đến mức là... chương trình mời tới đây cái giờ lỡ cỡ. À, giờ lỡ cỡ. Giờ này giờ không phải giờ đói đấy. Chứ giờ đói thì chắc là dục loạn lên, nhanh lên đói nó thì đi về mà. Vậy bây giờ với Khang là em có mong muốn Khang thay đổi cái gì không? Cái mà thay đổi đến bây giờ thì em vẫn nói thay đổi được một ít rồi nhưng vẫn còn. Đấy là vẫn là cái nóng tính. Nóng tính. Vâng. Ngày xưa em ở Hà Nội nha, là khi mà em làm công ty của em là em cũng thuộc dạng thét ra lửa. Em cũng ghê gớm, cũng nóng tính lắm. Mà cái ngày em, từ ngày em cưới ông này về em nhường luôn. Cứ nhường luôn. Thực ra em thì, mà nóng nữa thì có mà thương, lửa nhà em cháy rừng rực. Đây thiên thượng hỏa mà. Thì lửa nhà em cháy rừng rực. Bạn bè em nha, ai gặp là em cũng bảo là tự nhiên em quay ngót 180 độ. Ai gặp là em cũng ngạc nhiên hết. Ông nói em là một người khác hẳn luôn. Hạt em là gì? Em thiên thượng hỏa luôn hả? Mà không, em là sa trung thổ. Thiên thượng hỏa định... mà em gặp con em cũng hết nóng. À, con em mạng gì? Tích lịch hỏa. Lửa sấm sét. Ông này là lửa trên trời, một cái lửa sấm sét. Con gái xử em biết à. Giờ tới em. Rồi giờ tới Khang đó. Hạnh có cái tính gì mà em mong muốn thay đổi không? Cũng là nhiều khi làm việc nhiều quá không mới control lại cái thời giờ. Nhiều khi cứ lao việc cứ phải là cho xong. Trách nhiệm. Nhiều khi tới cái tuổi rồi biết tạm bớt lại chút. Coi như là làm việc quên cả ngày sức khỏe đi, mai tính hay là không kịp thì mà san sẻ. Cứ không, cứ ôm hết. Ôm đòn. Giải quyết cho xong. Đấy là vậy. Mà còn con nữa, còn chồng nữa. Làm chi vậy sao chịu ra nổi. Bằng khéo là làm việc quên chồng hả? Bằng khéo. Nói gì nữa? Thế thôi. Thế thôi. Lại nhiều khi mỗi một cái tật xấu là nấu ăn ngon. Có hay cằn nhằn không? Có, nhiều khi cằn chứ. Nghĩ sao nhà vợ chồng nào nói nhà tôi hạnh phúc, nhà tôi không giờ gãy lộn. Xạo. Điêu. Thôi gì đâu. Tới cái tuổi này á, thiệt sự vợ chồng tụi em á,
chỉ cần nhìn nhau ánh mắt thôi là biết họ muốn đúng gì dạ, và phải làm gì là người đối phương tự động điều chỉnh. Đáng lý ra nếu mà mình với nhau thì chị sẽ không hỏi để làm gì hết. Tại vì mình tự cảm nhận được, mình thấy mình cũng giống. Nhưng mà bởi vì với chương trình á, với những cặp như tụi em á, rất là cần những cái sẻ chia này. Để tại vì những cặp vợ chồng son á, họ còn non nớt trong cái yếu tố mà hôn nhân dữ lắm. Thành ra là khi mà họ cứ chẳng hạn như là họ xem cái chương trình này, họ thấy được cái cách vợ chồng em kiểu như sống với nhau để mà có thể gắn kết cho tới thời điểm này, sẽ rút ra được kinh nghiệm cho riêng bản thân họ. Chính vì vậy mà muốn hỏi là để vì lý do đó, giống như một cái kinh nghiệm, những hạt sỏi để mà cho các cặp vợ chồng em trẻ. Em chỉ chia sẻ thêm một ý nữa. Đó. Các bạn cặp phần sòng son đi, mới cưới hay là gì đó, có những cái trục trặc lớn gì trong gia đình về phía cha mẹ hai bên hoặc là với câu mâu thuẫn cá nhân, thì hãy nghĩ tới những gì khó khăn nhất, hãy nghĩ tới những đứa trẻ thì chắc chắn kiểu gì cũng vượt qua hết. Cái quan trọng mà hai vợ chồng có thể sống dài được với nhau đấy là nhường, phải biết nhường nhau. Nhường ở đây nghĩa là phải cả hai bên nhìn nhau để sống, chứ không phải là cứ một bên nhường hoài và bên kia cứ thế mà lấn tới thì cũng không được. Nãy chị có hỏi Thuận hỏi là ước mong gì thay đổi đó, không cần phải tới đây phải nói, thường ngày không thích, không có vấn đề chỉnh sửa, nói liền 13 năm không nói liền là banh xác. Nóng ai cũng lửa. Lựa thời điểm. Đúng rồi, lựa thời điểm để nhất, chia sẻ nhất. Thời điểm anh là quan trọng. Như vậy thôi em điều chỉnh hoặc là gì một hai lần hết luôn. Thế thôi. Thay mặt chương trình đó là phải cảm ơn tụi em rất là nhiều. Đó, và chúc tụi em lúc nào cũng hạnh phúc như thế. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn Minh Khang. 33 năm. Cảm ơn chị. Khi mình quen người yêu thì cũng sẽ có cái vã, rồi mình cũng sẽ có những lúc buồn, mình giận dỗi thì mình sẽ tâm sự một vài cái mình buồn thì mình hay đăng lên thì anh này anh thấy mình đang buồn cái là anh vô anh hỏi anh chia sẻ. Thật ra là em canh. Anh ấy tưởng là em đồng ý, cái anh chụp tay em, anh hôn cái mình cũng lúc đấy là mình đơ luôn, mình cái ủa cái gì vậy ta. Xong có một cái điều mà em rất là ấm ức, đó là đã quyết định chọn em yêu em rồi mà suốt ngày chê em xấu. Có một lần về nhà, bên nhà vợ em á, hỏi là con quen người như thế nào, mô tả em, trời ơi tả cái gì, thì mắt híp một mí rồi cầm lọng rồi tóc thưa rồi các kiểu á chị. Em nghe em không nhận ra mình. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em. Trời ơi, cái mặt giống nhau quá. Như là sinh ra là để dành cho nhau nè. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chị Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Đình Hùng. Em là người sáng tác nhạc thương hiệu cho doanh nghiệp ạ. Hùng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 34 tuổi anh. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Phạm Phương Thảo ạ. Em đang là giáo viên âm nhạc, giảng dạy môn cảm thụ âm nhạc và piano cho thiếu nhi ạ. Bao nhiêu tuổi rồi Thảo? Dạ em 28 tuổi ạ. 28. Chắc có lẽ là hai bạn quen nhau trong một cái cơ sở hay là trong một cái địa điểm gì đó nó có liên quan đến âm nhạc đúng không? Dạ thật ra thì là em trước đó là em quen một bé học trò ở Đồng Nai, rồi bé đó thì học chung với vợ em. Trong cái thời gian mà em quen bé đó thì em quen luôn các bạn bè của bé đó. Quen luôn bạn bè của đó, sau đó là thành hôn với bạn của bé đó. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp cô gái này em có ấn tượng gì về cổ không? Dạ đầu tiên là em thấy rất là vui vẻ, cởi mở. Còn em sao Thảo? Lần đầu tiên em gặp ảnh em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ lần đầu tiên gặp thì thấy anh rất là cao mà anh cũng rất là vui nữa. Được cái anh làm về cái âm nhạc mà mình cũng rất thích âm nhạc luôn, nên là hai người giống kiểu rất là hợp á, hát hò chơi với nhau rất là vui. Nhưng mà em có thích anh liền không? Thực ra là mình chỉ thích dạng vui tiếp xúc như anh trai chứ mình chứ không có tình cảm gì. Lúc nào chưa có tình cảm. Dạ, chưa. Còn tình em cảm. Dạ khi lần đầu tiên gặp thì em thích liền. Thích liền. Thích liền nhưng mà em ngỏ lời thì không có chịu. Rồi sau đó là tụi em có chờ đợi nhau không hay là mỗi đứa một hướng? Tức là mỗi đứa có người yêu riêng? Dạ mỗi đứa có người yêu riêng chị. Dạ thực ra là khi mình quen người yêu thì cũng sẽ có cái vã, rồi mình cũng sẽ có những lúc buồn, mình giận dỗi thì mình sẽ tâm sự một vài cái mình buồn thì mình hay đăng lên thì anh này anh thấy mình đang buồn cái là anh vô anh hỏi anh chia sẻ. Thật ra là em canh. Ủa sao kỳ, sao lại canh? Lúc đó em có người yêu. Dạ tức là em quen người yêu được hơn một năm, tỏ tình với bạn này không chịu đi thì em mới quen người yêu kia được hơn một năm thì lúc đó là em chia tay em. Thế trong tình trạng là tình trạng FA. Dạ free. Dạ. Dạ em mới đợi bạn này xong là canh bạn này. Vâng, khi mà em thấy bạn này buồn thì em mới tỏ tình với bạn này. Hai đứa vào rạp chiếu phim. Thì em mới
Thì mình đã thích cô này 2 năm trước rồi. Thì mình chủ động mình hỏi luôn, mình hỏi mà em tính hết rồi, cho dù có đồng ý hay không là em có mặc định như là đồng ý rồi đó. Sao cả. Yeah. Em nói là làm yêu anh nha. Cái là bạn này bạn thì thầm cái gì á. Thì em chụp tay rồi em hôn tay luôn. Vậy đó. Xong rồi sau cái buổi hôm đó là ngày hôm sau em post cái hình hai đứa đăng Facebook. Là có nhập luôn, chốt luôn. Dạ, chốt xác định chủ quyền luôn. Chịu hay không chịu cũng tỏ tình. Nhưng mà cái lúc đó chụp sao đâu, nó chụp vậy đó. Dạ, ngồi có phản kháng không? Ngồi lúc đấy là ngồi khá gần mà em đang tập trung em xem phim. Anh hỏi cái gì thì em cũng không nghe rõ nữa. Em kêu dạ rồi tính là ra ngoài nghe rõ rồi nói. Anh ấy tưởng là em đồng ý. Cái anh chụp tay em, anh hôn cái mình cũng lúc đấy là mình đơ luôn. Mình kêu ủa cái gì vậy ta? Xong sau rồi anh có đăng Facebook thì anh đăng lên á. Thì lúc đấy là em với người yêu em chỗ trước á là chưa có công khai là mình đã chia tay. Mà anh đăng hẳn lên một phát một là hầu như là bạn bè của em á là... bất bè, ngờ bạn bè chung á. Anh ấy có bao giờ mà anh ấy viết một cái ca khúc gì đó để mà tặng cho em không? Dạ thực ra là có, khi mà mới quen chưa được một tháng thì tới cái ngày 20 tháng 10 thì anh bí mật anh sáng tác một bài hát mình nghe rất là hay, thì mình rất là tình cảm nên kêu anh sáng tác tặng em đó, thì em bất ngờ lắm. Đứng hình luôn. Dạ đứng hình luôn, tại vì mình cũng mới quen mà mình cũng không biết anh thời gian rảnh nào mà anh lại sáng tác cho mình. Mình thấy anh bận suốt à. Vậy là xong hỏi ra thì là anh thức đêm anh ngồi anh sáng tác bài trong một đêm nó luôn, anh sáng tác được luôn. Đâu giờ hát chung đi, hai đứa hát chung cái bài đó cho mọi người nghe. Yes. Em hát một đoạn đầu mà không nhớ hết. Người yêu ơi, em đến cho anh tình yêu ấm nồng. Tháng ngày em đến bên đời là cuộc đời thêm vui, là bầu trời thêm tươi, anh đến cho em nụ cười. Dạ nhớ được. Dạ, nhớ như đó thôi đó. Rồi như vậy thì trong lúc mà chuyện hẹn hò của hai đứa như vậy, nó có những cái kỷ niệm buồn vui gì mà chị sẽ chia tâm sự với mọi người không? Có một cái điều mà em rất là ấm ức. Đó là đã quyết định chọn em, yêu em rồi mà suốt ngày chê em xấu. Nhưng mà em có tự ái và em chủ động em đòi chia tay không? Nhiều khi giận á. Dạ có. Tức là ban đầu thì mình cũng không có gì đâu, mình kệ, không quan tâm. Nhưng chê mà quá chê quá nhiều đi. Nó thấm, nó thấm, thấm dần, bắt đầu tự ái mình nó nổi lên. Mà chê sao, chê sao? Em kể cho nghe coi. Chê kỳ lắm. Có một lần về nhà, bên nhà vợ em á, hỏi là con quen người như thế nào. Mô tả em, trời ơi tả cái gì. Tả thì sao? Mắt híp một mí, rồi cầm lọng, rồi cao gầy. Đúng rồi, cao, nghều, rồi tóc thưa, rồi các kiểu á chị. Em nghe em không nhận ra mình. Em nghe không nhận ra mình luôn đúng không? Ê, nhưng mà nè, cái đó là chê, là chê. Chê yêu hay là chê mà chê thiệt? Chê thiệt đó anh, không phải chê yêu. Chê yêu thì em nó có giận. Mà cái đợt đó là giận mà chia tay luôn mà. Em để lại một tin nhắn là ok bây giờ thì anh chỉ như vậy thôi. Giận bộ anh mà, tự ái vậy. Dốt liếng ông bà, cha mẹ cho tôi có yêu đó thôi. Mà em không muốn thẩm mỹ cho nên là anh quyết định không đi thẩm mỹ, cho nên là chúng ta chia tay thôi. Rồi, dạ, và mà em có đồng ý không? Thực ra là em chỉ muốn chê như vậy để cho anh tốt hơn thôi. Ví dụ như là anh gầy quá, chê anh cứ gầy như thế này, anh ơi anh đi ăn nhiều vô, anh đi tập gym đi hay gì đó. Em chỉ muốn chê để anh tốt lên. Nhưng mà thành ra là anh nghe nhiều á, anh không trả lời lại mình mà anh cũng im im, anh thầm lặng, anh hồi anh thân giống kiểu dồn nén lại mình nói nhiều quá nên anh bục phát, anh tức lên. Cái xong người yêu cũ là... của bạn này á là tập gym rồi Nam Vương hả? Nam Vương của trường đại học bạn học, rất là nói chung rất là đẹp trai. Sáu múi đó. Dạ. Sáu múi đó. Cuối cùng là chia tay được bao lâu rồi quay lại? Chắc có hơn một tuần anh. Lý do gì quay lại? Thì thật ra sau đó thì em nghĩ là bạn này chắc còn nhỏ, còn thua, nhà, thua em tới 6-7 tuổi lận. Sau một tuần thì bạn có để đồ ở bên nhà em, thì bạn qua lấy, thì lúc đó em chụp tay lại. Rồi thôi, mình không có chia tay nữa. Vậy á, nói chung là nó cũng đơn sơ mộc mạc á, có làm rất là lãng mạn. Tụi em yêu nhau được mấy năm thì làm đám cưới? Dạ khoảng 2 năm luôn ạ. 2 năm. Dạ. Là bây giờ cưới được cưới được hơn 4 năm rồi chị. Cưới được hơn 4 năm rồi. Dạ. Thì là bây giờ về nhà thì là có lòi ra những gì, cái tật xấu mà trong lúc yêu mình chưa thấy không? Lòi ra bây giờ bạn này là giờ chị chưa gì chị biết là con nít rồi đó. Tính thì trẻ con nhưng mà lại có một cái tính nó giống như kiểu là gia trưởng đó chị. Tức là cái đó là muốn người ta làm theo ý mình, cứ nghĩ cái gì tốt là bắt mình phải làm theo. Em nói đơn giản như em thích ăn mì tôm là em chỉ thích ăn chanh với ớt thôi. Cho thịt thà này kia vô là em không có thích. Nhưng mà cứ lần nào làm cho em là làm như kiểu là một cái tô cắm heo á. Lạp xưởng rồi thịt em ăn đâu có được. Mà không lẽ bây giờ mình bỏ. Mà tính em thì không thích là em cứ im im thôi, em không nói. Mà mình ăn mà mình có lúc em chia sẻ, có lúc mà muốn ói luôn. Bỏ thì giận. Bỏ mình tiếc. Với lại rồi. Cũng sợ mất lòng. Sao bây giờ bây giờ vẫn còn, có nghĩa là nhiều cái tính chị. Của trẻ con không? Đi chơi ấy chị, là thay vì mình tận hưởng cái chỗ đó, quán cà phê đẹp quá, mình ngồi mình tận hưởng. Chụp mà tự chụp không chịu đâu. Không chịu đâu, bắt em chụp.
Các em chụp, em chụp hoài, chụp đến khi về luôn. Tôi mệt quá, cái lần sau em không chụp thì lại giận. Chụp đến nỗi mà không có thời gian trò chuyện luôn. Dạ, dạ. Đúng không? Bây giờ tới em đi Thảo. Dạ, bây giờ em sẽ phản đòi. Anh ấy có tật xấu gì không? Khui đi em. Dạ, thực ra là khi lấy về thì rất là vui. Nhưng mà có một cái vấn đề em không biết, đó là anh quá đam mê công việc đi. Là anh đi từ sáng, anh đi tới tối 10 giờ xong rồi anh còn kêu bây giờ anh còn phải đi ăn với cà phê các bạn, nó 12 giờ đêm anh mới về. Là ở nhà nguyên một ngày em đợi anh. Hôm nào mà em rảnh em ở nhà em đợi nguyên một ngày là không thấy mặt chồng đâu hết. Đến lúc về thì lúc đấy là em buồn ngủ rồi, là không có tâm sự gì được hai vợ chồng hết, rất là buồn, lúc đấy tủi thân lắm. Nói chung là không quan tâm, hơi vô tâm với vợ. Dạ, đúng rồi. Không? Còn gì nữa? Dạ. Một cái nữa là anh mê công việc, rồi cái thứ hai nữa anh về nhà anh còn bấm điện thoại. Có nghĩa là ghiền điện thoại. Dạ. Nhưng mà bấm điện thoại là bấm công việc hay là bấm công nghệ hay là chơi game? Dạ, vừa công việc vừa nhắn tin bạn bè nói chuyện tâm sự thì em ngó vô thì cũng thấy à cũng đang bàn việc, nhưng mà anh cũng không biết chốt là à bây giờ tới giờ mình bận rồi, bây giờ bữa sau mình bàn tiếp đi. Anh bàn hồi có nhiều khi tới 2 giờ sáng vẫn thấy đang ngồi bấm điện thoại. Cô ấy có ghen không? Ừ, có ghen không? Bạn này có ghen mà ghen với bạn trai. Chị nghĩ là vì cái người bạn trai này thực sự là em ghen với công việc. Đúng rồi. Đúng không? Dạ, đúng rồi, em ghen thay vì với những người bạn trai là chắc chắn là chỉ nói về công việc, về thế này nọ, thành ra là ghen luôn. Ghen luôn. Rồi còn cái gì nữa không? Anh có một cái tật xấu là hay quên và không tìm được đồ. Một ngày là anh đi ra ngoài khoảng 4 lần thì hết 4 lần anh đi tìm chìa khóa. Anh để đâu anh cũng không thấy, anh kêu em ơi em thấy chìa khóa anh đâu không. Cái là hai vợ chồng lục đục đục đi tìm quá trời luôn, mà 4 lần là 4 lần như thế. Đó, quần áo cũng vậy, là anh mặc xong anh để đâu anh cũng không biết. Xong rồi hỏi em ơi em tìm giúp anh. Xong rồi hai vợ chồng lại lục đục đi tìm. Có khi nào mà mất những cái món đồ mà do đích thân em mua không? Dạ, món đồ mà quý luôn á. Dạ, dạ đúng rồi đó. Mất cái gì? À, thường là quần, mất quần mới hay chứ. Mất quần hả? Mất quần ở đâu? Mất quần em không biết mất ở đâu, mất quần tại vì em mua cho anh. Dạ, em mua cho anh rất là nhiều quần. Tại mấy cái quần lửng lửng ở nhà anh mặc anh rất thích. Một thời gian không thấy anh mặc nữa, kêu hỏi em mua đâu hết rồi. Kêu anh cũng không biết nữa, xong mình cũng đi lục hết các tủ đồ, mình không thấy còn một sót một cái nào luôn. Rồi lúc này là không biết là sao. Em mất ở đâu? Thật ra thì là em hay về quê, ba mẹ em ở Đồng Nai. Thì em lên xe thì khi ra ngoài từ ngoài nhà thì mình mặc như thế này. Nhưng mà khi lên xe có thể mình mặc quần xà lỏng hoặc là mặc áo thun thôi, mình lái xe cho nó thoải mái. Xong rồi mình về nhà mình nói chuyện với mẹ, xong nhiều khi mình vứt đồ nhà mẹ cái mình lên đây cái thì nó lại mất. Mà sao? Dạ. Ví dụ mà mất quần ngoài là mệt lắm á. Thì đó. Tự nhiên đi đâu mà quên quần. Sao này rồi anh ấy có hồi nãy anh chê em là nấu ăn á là phải bắt ăn theo ý của em. Dạ, thì ảnh có bao giờ nấu ăn cho em không? Dạ có nấu một lần, đó là món gà kho. Thì em cũng tập trung em xem coi ảnh nấu như thế nào. Thì ảnh chặt những cái miếng gà nó to giống như cổ tay mình vậy đó. Xong rồi ảnh đổ một ao nước vô. Xong mình cũng đang tính nói là anh ơi đổ ít nước thôi, nếu như đổ nhiều như vậy thì nó sẽ lạt nó loãng á. Xong kêu em yên tâm, em nhìn anh làm rất là hay. Xong rồi anh cầm một nắm muối anh ném vô. Xong rồi một lát sau là anh tắt bếp vẫn còn lóng nước. Xong rồi em kêu ăn đi ngon lắm, anh cắn một phát là vẫn còn chưa chín bên trong nè. Em nhìn một lần em sợ tới đó, nó không dám ăn cái đồ ăn. Dạ luôn. Dạ đúng rồi. Thiệt luôn á. Đó lần duy nhất là. Dạ. Và em mong muốn anh thay đổi gì không? Dạ thực ra là em rất mong muốn anh quan tâm vợ con hơn một chút. Dành chút thời gian công việc, ví dụ ban ngày anh có thể đi làm, nhưng mà buổi tối anh sẽ dành lại một ít thời gian chơi với con, rồi anh tâm sự với vợ những hôm nay anh làm cái gì, anh chia sẻ đi. Anh rất ít chia sẻ, em hỏi cái gì anh kêu chuyện linh tinh ấy mà em, rồi em hỏi làm gì cho em nhức đầu, ý là thế, anh không chia sẻ cho mình. Còn em muốn vợ em thay đổi cái gì? Em thì muốn vợ em bớt quan tâm em đi một chút. Để cho em có một cuộc sống bớt quan tâm em là. Tức là cứ bắt em làm theo ý của vợ. Ví dụ em muốn ngủ dưới đất thì bắt em lên nệm ngủ, mà trong khi lúc đó em thích ngủ dưới đất. Rồi giống như ăn uống hoặc là đi mặc quần áo này kia thì cho em theo cái cách của em. Vợ em thì nghĩ như vậy là tốt, nhưng mà với cá nhân em nhiều khi em lại muốn khác. Vợ em gọi là quan tâm em toàn phần á. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, cả như con á, như con thì cả về tinh thần lẫn thể chất luôn á, đúng không? Một cái người vợ mà phải thực sự yêu chồng mình thì mới có thể làm được cái điều đó. Khi mà cái người đàn ông á, ở cái tuổi, tùy lứa tuổi nha cưng, ví dụ như tuổi của chồng em thì lại đang là một cái lứa tuổi mà họ đương muốn tự khám phá họ. Thành ra họ có những cái quan điểm, những cái luận điểm riêng của họ, và họ muốn thử xem là cái điều đó đúng hay không đúng. Bạn này bạn nói một cái câu rất hay là cái điều đó là mình nghĩ là tốt, nhưng đối với bản thân bạn ở thời điểm này là chưa đúng, là chưa tốt. Thì thành ra theo chị, em giảm cái điều đó xuống 50%. Tức là em nên đứng từ xa em bao quát. Khi nào chồng em thực sự cần đến em, lúc đó em ra tay.
khoảng thời gian này là khoảng thời gian bạn cần phải được tự do về suy nghĩ, tự do về về tất cả mọi thứ, đúng không cưng? Để bạn muốn xem tôi là ai, mình đang ở cái điểm nào, cái level nào trong cuộc sống này. Còn nếu như tụi em sống với nhau cho đến lớn tuổi, đến bắt đầu là ở cái lứa tuổi mà 50 thì thực sự lúc đó là ông bà cần nhau, hiểu chưa? Đó, lúc đó là chồng em thực sự cần cái sự chăm sóc đó, và ngược lại vợ em cũng cần cái điều đó ở em. Ngay thời điểm này là thời điểm mà vợ em á có cái nhu cầu chăm sóc người khác, thì thực sự là bạn cũng sẽ có nhu cầu để người khác để tâm và chăm sóc mình. Nhưng mà bạn cứ cho đi mà bạn không được nhận lại, đến một lúc nào đó bạn cảm thấy là cái điều mình làm dường như là không ai cảm nhận và không ai cần điều đó hết. Khi mà bạn dừng lại rồi là em khỏi lấy lại được cái điều đó luôn. Em hiểu chị không? Em lên 50, bạn này giảm 50 là gia đình em là ok. Xin chúc hai em đó phải luôn luôn nắm tay nhau, yêu thương nhau như thế này mãi mãi trọn đời nha. Xin cảm ơn hai em đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son. Cái này thực tế là kỷ niệm em muốn lưu lại để cả đời, vì cái hình này là cái hình mà Nam làm khi tán em. Nam làm khi tán em? Khi tán tỉnh em á hả? Nhưng mà ai cũng tưởng là em vẽ cây đó khi em khoảng 4 tuổi, nhưng mà thực ra em hơn 30 tuổi khi vẽ cây đó. Ai cũng nói là bây giờ thì em đang học tiếng Việt thì phải bắt buộc phải ăn thịt chó và đi tán gái Việt Nam. Thì ai cũng nói như vậy thì em đi theo ý kiến của họ, thì em ăn thịt chó. Và xong sau đó thì ví dụ như chả cá Lã Vọng thì anh ấy tự đi xuống dưới chợ và làm một cái rệt về, làm một cách chuyên nghiệp, bày ra đẹp cực kỳ và phục vụ. Nhưng mà thỉnh thoảng thì những bà già ở chợ tay qua họ rất là bẩn nha, là mổ cá hay là mổ lợn thì đến và không nói gì hết và cứ làm như thế vào là má của con thì hơi vô duyên thật. Những cái đó thì mất vệ sinh. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng son đầu tiên. Hello. Là em nói tiếng Việt được. Con ném xíu nữa tôi xả một tràng tiếng Tây rồi đó. Nếu chị Dân mà không giảng là tôi nói tiếng Anh không á. Mà tôi nói tiếng Anh là chương trình này mệt nghe, là phải chạy phụ đề dưới. Mà anh thì vẫn phải nói rõ, vì ngày xưa thì em học ở miền Bắc và giọng của anh là không phải là miền Bắc. Chính vì vậy thì phải nói rõ cho em hiểu. Chào bạn, mình tên là Quốc Thịnh, còn bạn tên gì? Tên là Nam. Nam. Em cái gì, cái gì Nam em? Tên thật của em bằng tiếng Séc là Ondra. Nhưng mà ở miền Bắc thì người ta rất là khó nói cái đó và gọi em là ông già. Và em đi mới 32 tuổi thì chưa già lắm thì chọn tên là Nam để dễ nói. Công việc của Nam? Em bây giờ làm phiên dịch và cũng thỉnh thoảng thì dạy tiếng Séc hay là tiếng Anh. Và chủ yếu bây giờ làm về du lịch. Thì từ tháng 4 đến bây giờ thì không có quá nhiều việc, thì phải ở nhà và phải lo con, lo vợ. Và vợ thì có kinh doanh riêng, cũng phải có thời gian để đi làm. Rồi có nghĩa là đây là ông bố bỉm sữa đó, đúng không? Siêu bố rồi. Nam qua Việt Nam là bao lâu rồi? Bắt đầu học tiếng Việt cách đây khoảng 8 năm. Nhưng mà sống ở Việt Nam mới khoảng 1 năm rưỡi. Ngày xưa thì sống ở Hà Nội khoảng 1 năm. Bây giờ thì sống ở Sài Gòn khoảng 2 năm rồi. Tại sao Nam lại thích học tiếng Việt? Em là người Cộng hòa Séc, ở đó có nhiều người Việt Nam. Và ngày xưa thì có một hàng xóm là một cặp Việt Nam. Lúc đó thì Nam khoảng mới 7 tuổi. Và vợ đó thì rất là xinh. Thì em đã suy nghĩ là nếu nước Việt Nam có phụ nữ xinh như vậy thì chắc chắn nên học tiếng Việt và qua đó và lấy vợ ở đó. Trời ơi! Lúc đó là mới có 7 tuổi thôi đó. Và tôi nghĩ rằng là khi mà cái chương trình này phát, tôi nghĩ là đàn ông trên toàn thế giới sẽ về Việt Nam lấy gái Việt Nam rất là nhiều. Và bởi vì gái Việt Nam chúng tôi đẹp rất là nhiều. Thôi, xin phép em. Tại vì quá bất ngờ với sự xuất hiện của Nam, cho nên là nãy giờ cứ giao lưu với Nam không, mà là chưa giao lưu với em. Bây giờ chào em, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Mai, em đang làm thiết kế thời trang. Và em đang có thương hiệu riêng của mình rồi.
thiết kế thời trang hay gì mà một cái đầm rất là đẹp. À, cái này thực tế là kỷ niệm em muốn lưu lại để cả đời, vì cái hình này là cái hình mà Nam làm khi tán em. Nam làm khi tán em. Khi tán tỉnh em á hả? Có nghĩa là lúc đấy thì do Nam phải đi về nước, thay vì cứ nhắn tin cho vợ hay là gọi điện thoại thì Nam thì hàng ngày đều vẽ hình như thế này và gửi cho em. Nếu em không ngã anh mời em có thể đứng lên gì mà. À dạ. Anh ấy làm một cái đầm rất là ấn tượng và rất có ý nghĩa. Nhưng mà ai cũng tưởng là em vẽ cây đó khi em khoảng 4 tuổi, nhưng mà thực ra em hơn 30 tuổi khi vẽ cây đó. Không, nhưng mà thực ra nhìn Nam á là trẻ hơn so với tuổi. Thường là người phương vì Tây không á, không uống rượu, không hút thuốc lá, nói chung là không làm gì hư thì chắc chắn là sẽ có vẻ trẻ. Không ăn thịt nữa. Và không ăn thịt nữa. Không ăn thịt. Nói chung là cuộc sống của em rất là chán rồi nhưng mà vẫn trông trẻ thì được. Nam và Mai gặp nhau trong trường hợp nào và lần đầu tiên gặp nhau thì như thế nào, kể cho anh nghe. Lần đầu tiên gặp nhau là ở Sài Gòn cách đây 2 năm, ở quận 7, tự nhiên đi uống sinh tố và gặp nhau. Mai thì đi xe cúp 50 rất là cũ nhưng mà vẽ lên cây đó rất là đẹp và cũng không có trang điểm gì hết, và quần áo thì cũng rất là bình dân bình thường. Và em thì thích cây đó, em không thích những phụ nữ thích mặc sang trọng. Và chính vì vậy thì đã suy nghĩ là ở Việt Nam và phụ nữ như vậy thì chắc là sẽ rất là thú vị, thì nên tán và cưới luôn. Tán và cưới luôn. Lần đầu tiên ông gặp người ta mà suy nghĩ là tán và cưới luôn. Nhưng mà khi mà em quyết định về Việt Nam để mà em tìm một cô gái như cái em mong muốn á, thì Mai có phải là người phụ nữ đầu tiên? Dạ, không. Trước Mai trước đó thì em đã học tiếng Việt ở trường đại học Đại học Xã hội Nhân văn ở Hà Nội. Thì ai cũng nói là bây giờ thì em đang học tiếng Việt thì phải bắt buộc phải ăn thịt chó và đi tán gái Việt Nam. Thì ai cũng nói như vậy thì em đi theo ý kiến của họ. Thì em ăn thịt chó. Nhưng mà bây giờ không ăn thịt chó nữa vì sợ kiếp sau sẽ sinh ra những con giun thì không muốn cái đó nữa. Đó. Mấy người ăn thịt chó nghe đi nha. Nhưng mà thì anh thích chó ở đó và cũng thử tán gái Việt Nam ở đó. Nhưng mà ở miền Bắc thì nói chung là ai cũng xinh nhưng mà hơi dữ. Vì ở đây có Hà Đông thì có nhiều sư tử, ở Sài Gòn không có Hà Đông thì trời có ơi. Sư tử. Quá dữ, quá dữ. Nhưng mà sao lúc mà em tán mấy cô gái Hà Nội, sao em không lấy vợ Hà Nội? Nói chung là lúc đó thì vẫn trẻ và một lần thì biết bỏ. Sau đó thì quyết định là không tán người Việt, con gái Việt Nam nữa. Nhưng mà tự nhiên thì vào miền Nam và nhận ra là phụ nữ miền Nam thì dễ thương hơn nhiều và lấy vợ miền Nam thì chắc là thương hơn. Em có biết được cái việc là trước khi mà ảnh quen em là ảnh cũng đã từng tán mấy cô ngoài Bắc không? Có chứ. Và anh ấy thì có một kỷ niệm rất là vui, bởi vì anh ấy được gọi là Tây nước mắm. Cái gì? Tây nước mắm à? Tây nước mắm. Vì anh ấy bị bạn gái đầu tiên đổ nước mắm lên đầu. Thiệt không? Vì chia tay rồi và sau đó thì gặp nhau với bạn gái mới thì chắc là ghen tị một chút. À, là bị đánh ghen đó phải không? Dạ. Nước mắm thì ngon mà thì không sao. Nhưng mà khi mà em gặp Mai á, là em quyết định em thay đổi cái suy nghĩ là em lại tiếp tục quen với lại lấy con gái Việt Nam nữa. Lý do vì sao? Vì vợ kia rất là độc lập, gọi là hạnh phúc nữa, nhưng mà không biết. Trời ơi. và nói chung là em thì cố gắng giúp ở nhà, ví dụ là dọn dẹp một chút, nấu ăn, lo con. Nhưng mà cái đó thì ở bên Tây, nếu không làm cái đó thì sẽ bị phê bình, sẽ bị chửi. Nhưng mà ở đây không làm là chuyện bình thường, nhưng mà khi làm ở đây thì sẽ được vợ khen. Và cái đó rất là tốt.
Vì em thì quen làm việc ở nhà, vì ngày xưa có bạn gái Tây, nếu không làm thì bạn gái sẽ khó chịu và cuối cùng thì sẽ bỏ. Em nè, lúc mà em gặp chồng á, em có cảm thấy yêu liền không? Thì mới ban đầu em gặp, lúc đó thì em vẫn chưa nghĩ là hai đứa sẽ đi sâu hơn và kết hôn. Thì em chỉ nghĩ là ồ, anh này mà làm chồng mình được thì hay nhỉ. Tại vì hài hước quá và lúc nào em cũng cười. Và sau đó thì em nói là hay quá, thì em muốn cưới người này luôn. Là... tức là sau cái bữa mà gặp nhau ở quán sinh tố, là ảnh chủ động qua, anh nói chuyện với em. Nói chuyện là hai người là bắt đầu sau đó là có liên lạc với nhau và đi chơi với nhau đúng không? Dạ, nhắn tin, anh ấy cứ nhắn những cái tin cực kỳ buồn cười. Ví dụ? Anh ấy sử dụng những cái thành ngữ hoặc là những cái câu của Việt Nam rất là chuyên nghiệp. Ví dụ giống như là buồn như con chuồn chuồn hoặc là dạng như vậy. Chứ em vào rất là nhiều những cái đó. Và khi em đọc đến là rất là ngạc nhiên, là em cảm thấy nó rất là thân thuộc. Như là mình đang nói chuyện với một người Việt thật sự, mà người Việt hài hước. Bởi vì nó vừa có cái gì đó ngây thơ mà nó vừa có gì đó rất là hay. Thì sau đó thì em cứ nhắn tin rồi cứ cười. Cái em làm việc chung với em á, thì em ấy nói là sao chị suốt ngày giống bà điên mà cứ cười như vậy. Thì lúc đó là dấu hiệu tốt. Thì em nghĩ là thôi không đi tìm chồng gì nữa hết á, thì chồng đây rồi. Nhưng mà ai chủ động đề nghị làm đám cưới? Thì tự nhiên thì nam nói là bọn mình cưới nhau đi. Thì em nói cũng hay, cưới đi. Bao lâu? Tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng 1.5 năm. Như vậy cái chuyện tình yêu quá đẹp như vậy, chắc là sau khi lấy nhau rồi là chắc cũng không có gì phàn nàn đâu ha. Chắc là cũng không có tật xấu đâu. Cười suốt ngày à? Cười suốt ngày. Nhưng mà ý chị Vân muốn hỏi là có một cái sự thay đổi gì ở Nam không? Em không bị cái gì bất ngờ hết, mà chỉ có những cái tính tốt thì em không nghĩ đến, thì em bị bất ngờ bởi những cái đó thôi. Thì coi như Nam không hề có tính xấu nào hết. Loại tính tốt ra. Ôi trời. Dạ đúng rồi. Chắc phải thay đổi phong mát quá. Trước khi cưới thì Nam không có loại cái tính là biết nấu ăn rất là ngon ra, mà chỉ có loại cái là làm bánh rất là ngon. Nhưng mà đến khi bây giờ khi mà có con thì hàng ngày buổi sáng Nam thường hay hỏi em là mai muốn ăn gì. Và xong sau đó thì ví dụ như chả cá lã vọng thì anh ấy tự đi xuống dưới chợ và làm một cái rệt về, làm một cách chuyên nghiệp, bày ra đẹp cực kỳ và phục vụ. Mà Nam kể chuyện đi chợ coi, ví dụ như đi chợ Nam có dễ bị ăn hiếp không? Tức là bị nói... Không, vì bây giờ đi nhiều và ai cũng biết Nam rồi, và biết là nói tiếng Việt rồi, và biết là nếu chém thì em sẽ đi chỗ khác và không mua của cô ấy nữa thì... Mà Nam... Và nói chung là... Nhưng mà Nam có trả giá không? Bây giờ thì ở đây không lấy thách nữa. Ngày xưa ở Hà Nội thì bị nhiều như thế. Mặc cả. Phải mặc cả nhiều. Và ví dụ là mua của một cô 10 ngày và mỗi ngày thì phải mặc cả hết. Nhưng mà ở đây thì không, thì làm khách quen rồi và bình thường thì được giá tốt hơn vợ luôn. Đồ! Thôi nhưng mà có hay nói chuyện với các bà bán cá, với mấy chị bán rau, mấy chị nói chuyện với họ nhiều nhưng mà họ chửi bậy hơi nhiều. Rồi bình thường thì là ở nhà Nam chắc có lẽ là Nam chăm sóc em bé nhiều. Thì có hai ca nhà, ca đêm là của Mai và ca buổi sáng là của em. Thì từ khoảng 5:30 thì em dạy em và em cho con bố em đi chơi với con và lo con đến 10:00 cho vợ ngủ được. Và như vậy là cả hai đều không mệt lắm. Đúng rồi. Vậy là em cho con bú sữa mẹ hả? Dạ em bé bú hoàn toàn là sữa mẹ. Vậy hay quá. Sau đó thì em bé bú cả đêm với em. Và xong sau đó thì trước khi đi ngủ lại thì em vắt sữa ra cho Nam. Mà Nam em có thấy vợ em cái ngoại hình á có thay đổi nhiều từ trước khi sanh, sau khi sanh có thay đổi nhiều đúng không? Đúng rồi, giống như là tại sao lấy vợ Tây, vợ châu Á và không lấy vợ Tây. Về phụ nữ Tây thì sau khi sinh thì béo lên nhiều, và phụ nữ châu Á bình thường thì đến 50, 55 tuổi thì vẫn rất là xinh và vẫn rất là gầy. Thì như vậy là cơ thể của Mai thì gần như là không thay đổi và bây giờ người ta gần như là không biết là Mai mới đẻ con. Hey, đây lần đầu tiên em làm cha thì những cái gọi là chăm sóc cho con mình, ví dụ như là hay bỉm cho em bé thì em có sợ không? Nói chung là trước khi có em bé thì sợ, vì là thầy tả
Nhưng mà sau khi có em bé thì nhận ra là cái đó không thối lắm nha, không bẩn lắm. Thì nói chung là chắc là sau khi em bé bắt đầu ăn như là bún đậu, mắm tôm thì chắc là sẽ thối lắm. Bây giờ vẫn chưa. Con em là con trai con gái? Con gái. Thường thì người Việt Nam á là thấy trẻ con người ta rất là thích, nghĩa là tới nựng mà thậm chí tới bồng. Dạ. Em thì em có ngại mà không? Em thì một phần thì thích cái này, vì ở bên Tây thì những mẹ Tây thì hơi gớm, nhưng không cho chồng cho chơi với con. Nhưng mà ở đây thì ngược lại, thì em bé thì sẽ được tiếp xúc với nhiều người thì không sợ lạ nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng thì những bà già ở chợ Tây qua họ rất là bẩn nha, là mổ cá hay là mổ lợn thì đến và không nói gì hết và cứ làm như thế vào má của con thì hơi vô duyên thật. Những cái đó thì mất vệ sinh. Thì em phải nói là đừng chạm vào mặt của con tôi gì đó như thế, vì cái đó không thích. Vì nếu hỏi trước hay là chỉ là vẫy tay gì đó thì cái đó không sao. Nhưng mà thật ra nếu mà nói mà để mà mình ngăn ngừa đó thì nó lại rất là khó cho bản thân mình. Là bởi vì người Việt Nam và nhất là những người lớn tuổi, người ta lại thích thể hiện cái tình cảm của mình dành cho trẻ con. Nhưng mà mặt khác thì ví dụ là em bé thì có ở đây và ai đó đó thì tự nhiên chăm sóc nó, và em rất là thích cái đó, vì ở bên Tây cái đó rất là phức tạp. Hồi nãy thì anh có hỏi cái tật xấu của Nam thì Mai nói là không có. Thế thì bây giờ anh hỏi ngược là Nam, Mai có tính xấu không? Chúng là cũng ít. Ít có nghĩa là có. Dạ, nhưng mà nói chúng là thỉnh thoảng thì có cái vấn đề là giận lên thì sau đó thì trốn và ra khỏi nhà luôn. Và cái đó thì hơi bất tiện, vì trong thời gian đó thì em cứ suy nghĩ là thì em đã làm gì sai, hay là tại sao là vợ không nói chuyện với em. Và nếu vợ nói trực tiếp có vấn đề gì thì có thể giải quyết, và sau đó thì mất nhiều thời gian trước khi giải quyết cái vấn đề đó. Tức là hay giận đúng không? Giận không, thì không nói giận. Vì khi em biết là giận thì mất khôn, và em thì chắc là sẽ mất khôn, cho nên là khi giận thì em đi ra ngoài suy nghĩ và cố gắng suy nghĩ tích cực về cái gì mà anh ấy đã làm, thì tự nhiên nó hiểu hơn và bắt đầu là nghĩ là mình làm gì sai, và sau đó thì quay lại. Nhưng mà quay lại thì vẫn giả vờ giận, nhưng mà khi quay lại thì chồng thì lại tự nhiên thấy đi dọn dẹp nhà cửa. Và sau em nói trời ơi dễ thương thế, và xong sau đó thì không chịu nổi nữa và nói chuyện với nhau. Thế bây giờ Nam mong muốn Mai cần thay đổi điều gì? Này, chính là nếu thay đổi cái đó được thì quá sướng, nhưng mà như thế là quá lý tưởng rồi, thì không có gì xấu hết thì cũng hơi chán nha. Cái đó là bình thường mà. Quá thật lòng. Là ở bên Tây thì người ta nói là đàn ông làm cái gì sai thì phụ nữ giận thì đàn ông xin lỗi, và phụ nữ làm cái gì sai thì đàn ông giận, sau đó phụ nữ giận và đàn ông phải xin lỗi lại. Thì như vậy là hơi bất công, nhưng mà cái đó là nếu sinh ra như đàn ông thì quá sướng rồi, vì không cần đẻ con nhỉ. Và vẫn là cuộc sống của đàn ông thì dễ hơn phụ nữ nhiều, thì ít nhất là đàn ông nên chấp nhận cái này và chịu cái đó. Qua cái câu chuyện của vợ chồng Nam với Mai á, tôi rất muốn là cái số này á, nếu như quý vị khán giả nào xem và share ra trên Facebook, trên mạng cá nhân của mình, để cho cái sự lan tỏa nó rộng, để mà những người đàn ông Việt Nam đúng á, nên có những cái suy nghĩ như Nam lúc nào cũng cảm thấy rằng, cho dù rõ ràng là Mai ở trong một cái gia đình với sự thương yêu của người chồng như thế này, nhưng mà bạn Nam vẫn còn cảm thấy là cái người phụ nữ vẫn còn bị thiệt thòi quá nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì phải sanh con nè, phải nuôi con nè. Đó thì tôi rất là xúc động với cái tình cảm và cái suy nghĩ, như cái nhìn của Nam đối với phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng. Thì với cái gia đình của hai bạn này thì cũng chỉ biết là chúc hai bạn sẽ hạnh phúc hoài, và rất cảm ơn cái tình cảm của Nam đã dành cho chương trình, cũng như là dành cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam, và cho Mai, cho người vợ của Nam.
Dương là mối tình đầu của em mà, cho nên lúc đó có người tỏ tình với mình là mừng quá rồi, cho nên không quan tâm đến quà là gì luôn. Không để ý trâu hay bò hay là ngựa hay là cái gì luôn. Cái dù, em ơi, cái đêm tân hôn vui không em? Dạ không. Sao vui được? Chú làm cái chương trình này bao nhiêu năm rồi là chú phải hiểu là cái kiểu giữ gìn đó là đêm tân hôn là chớt quớt. Chắc cũng phải 2-3 tuần gì đó. Sau rất là nhiều sự cố gắng. Và đúng là cố gắng luôn đó. Rồi là chưa có gì hết. Đúng không chị? Cho nên là nó rất là khó. Khó lắm. Cái về hỏi mẹ, rồi hỏi bạn, rồi hỏi những người đi trước. Ủa làm sao? Xí. Em phải hỏi ba chứ sao hỏi mẹ. Ê, em cũng biết tại sao không có hình bóng của ba ở trong cái câu chuyện này. Chỉ có mẹ hỏi mẹ thôi. Mẹ cũng bó tay, hỏi ba. Quốc Thuận xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Mời hai em. Mình thấy cái đơn là mình thấy có vấn đề rồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Lời đầu tiên thì xin phép được chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Đàn thì mình sẽ có hát nữa, tại vì em đàn không có hay, em hát thì cũng không có hay. Nhưng mà hai cái đó hợp lại thì nó đỡ dở hơn. Nó đỡ dở thì... Dạ. Dạ. Nhưng mà cái đối tượng mà em phục vụ chính là ai nè? Dạ. Bà xã đó. Dạ. Rõ ràng để chi biết không, để lúc em đờn là em được quyền nhìn thẳng vô mắt bà xã. Thật ra thì khi mà đàn thì em cũng không có cần nhìn đâu, tại vì cái bài hát mà em viết á thì cũng là viết về bà xã. Trong lúc em lên dây đó, chuẩn bị đó thì bây giờ mời em, bây giờ em giới thiệu em một chút, vừa xong một cái là tiếng đàn cất lên liền. Đúng rồi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và tất cả những quý khán giả xem chương trình này ạ. Em tên là Nguyễn Vũ Ngọc Châu, thì em đang làm CMO là chuyên môn cho văn phòng đại diện của Viện Tế bào gốc ESL Bio. Chào mời em. Dạ hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh, em tên là Nguyễn Thái Dương. Thì các bạn học trò của em hay biết là em hay dùng âm nhạc để mà đưa vô bài học để mà dạy. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ không có dùng âm nhạc để đưa vô bài học, mà mình chỉ nói về tình yêu, tình yêu gia đình thôi. Là Dương nhiêu tuổi rồi cưng? Hôm nay em ngót nghét 30 rồi. Ngót nghét 30 rồi. Dạ. Quá. Sáng 5.000 xôi, chiều 3.000 trà đá. Còn Châu thì sao? Thì em ngót nghét bằng Dương. 29. Thôi bây giờ em đàn một bài để cho anh chị ké. Ké, đúng rồi. Nghe ké cái coi. Dạ vâng, em rất là hân hạnh. Thì cái bài này nó tên là cái bài Tự Nhiên. Tự nhiên hai người chẳng quen biết nhau mà có thể trò chuyện suốt đêm thâu. Tự nhiên hai người nào thân thích đâu mà trái tim chung nhịp cầu. Tự nhiên hai người từ hai xứ sở chẳng biết sao lại gặp gỡ. Tự nhiên hai người hai quê xa lạ giờ sống chung một nhà. Lạ thật đấy, tự nhiên mình gặp nhau. Ồ lạ thấy, tự nhiên ta tâm đầu. Ồ ngộ ghê, tự nhiên mình chung lối suốt đường đời. Tự nhiên mình thành đôi. Tự nhiên hai người từ đâu khiến xuôi lại chia ngọt sẽ bùi. Một khi có người sầu lo chẳng vui, người kia cùng với nụ cười. Tự nhiên bên đời anh đây có thêm người thân ấy là chính em. Tự nhiên trong nhà anh ấy có thêm người anh sớm về mỗi đêm. Lạ thật đấy, tự nhiên mình gặp nhau. Ồ lạ thấy, tự nhiên ta tâm đầu. Ồ ngộ ghê, tự nhiên mình chung lối suốt đường đời. Tự nhiên mình thành đôi.
Dạ, hát hay quá em ơi. Dạ, rất hay. Dạ, rất cảm ơn anh nhé. Anh rất muốn biết à, hai vợ chồng em lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Dạ, vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là em đại diện cho lớp em và chồng em đại diện cho lớp chồng em làm MC trong trong cái chương trình gọi là truyền thống khoa về sinh học. Tụi em cùng trường, cùng khoa, chỉ khác lớp thôi ạ. Chắc là em gặp cô này là chắc là không bình thường nào đúng không? Cũng không có bình thường. Trước khi mà lên sân khấu làm MC á, là em thế cho một người bạn. Chắc vợ em không dám nói đó chứ. Vợ em về kể lại, trời, lần đầu tiên gặp anh á, em thấy cái gì đó nó dơ dơ. Tại ngày xưa sinh viên tự nhiên mà. Cái này chắc cũng xin lỗi các bạn tự nhiên, chứ thực ra mà nói mình là cũng là người tự nhiên. Thì mình thấy sinh viên tự nhiên nó tự nhiên quá. Không có chú ý về cái cách ăn mặc, đầu tóc, không có chú ý gì hết trơn. Ngày xưa tóc em nghệ sĩ để cái mái mà nó che hết nguyên khuôn mặt mà mồ hôi mồ kê mình, đúng là dơ dơ đó. Giờ thì móc cũng cũ. Dạ đúng rồi, nhìn nó dơ lắm. Còn em thì nhìn bà xã thấy trời sao gì mà chỉnh chu gọn gàng quá. Em thấy lần đầu tiên ở trong trường khoa học tự nhiên mà có một nữ sinh viên mặc đồ bó vô quần. Thời của em cách đây 10 năm không có ai vậy hết. Em gặp bạn này cái là em thích bạn liền không? Dạ không. Nó không phải là đùng một cái mà mình thấy là nó bất bình thường, mà nó sẽ trải qua nhiều cái sự phát hiện nhỏ. Thì cái phát hiện đầu tiên thảo luận về cách mặc đồ của cái chương trình. Nãy giờ Dương kể thì các anh chị cũng nghe là em là có bị bệnh là điệu bẩm sinh đó, nghĩa là em rất là điệu, cho nên nó là sẽ gây được ấn tượng với Dương là vì em điệu hơn các bạn. Chương trình người ta có 3 tiếng à, mà tụi em thống nhất là mặc 3 bộ đồ. Ban đầu Dương đề nghị thì rất là mắc cỡ, sợ em không chịu, nhưng mà em nghe 3 bộ đồ em mừng quá, tại vì mình được điệu. Dạ đúng rồi. Thích quá, cho nên đó là cái đầu tiên mình hợp ý nhau là mình rất là thích đẹp, mình rất là thích chỉnh chu. Vậy thì là bao nhiêu lâu sau cái lần mà tự nhiên đó thì tụi em có một cái cuộc gặp gỡ riêng để mà chính thức giống như mình để ý nhau á? Thì có một lần em nhắn tin với Dương là em đi làm về tối, thì Dương nói là sẽ đón em về. Cho nên đó là Dương chở em về, thì hai đứa ngồi ngoài lề đường ở gần cái khu em ở. Thì đó lần đầu tiên gọi là ngoài công việc và ngoài cái việc đi học thì gặp nhau bên ngoài. Lúc đó là có tỏ tình luôn không Dương? Chưa anh, chưa. Cái ngày tỏ tình đặc biệt lắm. Cái ngày em chính thức tỏ tình là ngày Noel. Ngày Noel năm rồi, ngày Noel vừa rồi chính là kỷ niệm 9 năm. Ngày quen nhau. Wow. 9 năm. Dạ. 9 năm luôn. 9 năm quen nhau. Rồi, tới giờ nè, tỏ tình có gì đặc biệt không nè? Em thức đêm thức hôm làm quà handmade rồi tặng bạn mấy con bò sữa bằng giấy. Lúc cảm nhận của em sao, nói tại sao không tặng là con chim sơn ca? Đúng rồi đó. Hay là xếp con gì đó mà xếp ngay con bò. Dương là mối tình đầu của em mà, cho nên lúc đó có người có tỏ tình với mình là mừng quá rồi, cho nên không quan tâm đến quà là gì luôn. Không để ý trâu hay bò hay là ngựa hay là cái gì luôn. Nói chung là mình nhận trong lòng rồi nhưng mình không nói ra, không nói thành lời luôn. Dạ. Coi như là chấp nhận, em cũng hiểu là bạn này đồng ý thôi. Dạ đúng, nhận quà mà chị. Như là ngày xưa không có nắm tay nhưng mà có hôn gió được không? Dạ có. Hôn gió hả? Dạ. Trời đất ơi, hôn gió bà nội ơi. Vậy hả? Vậy hả? Trời ơi là trời. Rồi cái nấc thứ nhì là bao lâu thì em mới được nắm tay, rồi em mới được đặt cái luôn. Đặt cái bờ môi của em lên gò má của chị. Chắc cũng phải cả tiếng sao. Dạ. Lâu quá. Lâu quá, chị tưởng nó nói là tháng sau hay năm sau. Không, mình cũng nghĩ vậy luôn á. Dạ, không tóc. Hai tháng sau. Hai tháng sau là mấy hôn môi. À hôn môi. Hôn má thì em chồng không... em là hay quên á. Hai tháng sau là hôn má, sáu tháng sau mới hôn môi. Rồi đó. Nhưng mà là có lúc nào mà giận hờn nhau đến độ phải đứt đoạn không? Dạ, giận một lần. Em cũng không nhớ lý do tại sao, nhưng mà cũng giận nhau một tuần. Cũng cảm thấy là buồn, là tổn thương lắm. Nhưng mà cũng do là tụi em quen nhau từ ban đầu á, là lý trí đi trước tình cảm. Thành thử ra là suy đi nghĩ lại thì cũng không có ai hợp với mình bằng người này. Rồi bên này họ cũng nghĩ vậy. Cho nên nó là ráng lắm mới được một tuần, giận nhau mới được một tuần. Rồi xong đó là ở quê luôn. Dạ. Và êm đềm cho tới ngày cưới luôn. Rồi, vậy là hai đứa giữ gìn với nhau cho tới ngày lấy, ngày làm đám cưới luôn. Dạ. Như vậy là trước đó là cũng không sống thử, không gì hết luôn. Tụi em làm ăn chung, rồi chung rất là nhiều cái về tiền bạc tất cả mọi thứ. Nhưng mà chỉ là giữ gìn cái chuyện quan hệ thôi. Em ơi, cái đêm tân hôn vui không em? Dạ không. Sao vui dữ? Chú làm cái chương trình này bao nhiêu năm rồi là chú phải hiểu là cái kiểu giữ gìn đó là đêm tân hôn là chớt quớt. Dạ chớt quớt. Chớt quớt là do ông xỉn.
Thì hai đứa tỉnh quá nên trớt quớt. Chắc cũng phải 2-3 tuần gì đó. Sau rất là nhiều sự cố gắng. Phải đúng là cố gắng luôn đó. Rồi có cả lo sợ nữa. Rồi mình cảm thấy mình cái này mình chia sẻ kiểu đàn ông như không sao cả anh Thuận đó, kiểu là chưa có gì hết đúng không chị, cho nên là nó rất là khó. Khó lắm. Khi về hỏi mẹ rồi hỏi bạn rồi hỏi những người đi trước, ủa làm sao em phải hỏi ba chứ sao hỏi mẹ. Em cũng không biết tại sao không có hình bóng của ba ở trong mấy câu chuyện này, chỉ có mẹ hỏi mẹ thôi. Mẹ cũng bó tay hỏi ba. Còn bạn này mới hỏi mẹ nè. Rồi hỏi chuyên gia nữa. Bà trong đó em cũng thấy sao mình dở quá vậy. Cái này gì là do mình không? Thí dụ như mình ào ào cái là được rồi. Nhưng mình sợ. Mình sợ chỉ đau. Thế là mình cứ không có. Cứ sao quân. sao quân hoài. Thôi rồi cuối cùng cũng ráng. Và cũng được 3 tuần gần tháng. 3 tuần sau mới có đêm tân hôn. Dạ đúng. Đúng nghĩa. Trọn dạ, vẹn. Đúng nghĩa. Còn em sao, có về hỏi mẹ không? Dạ không. Em thì em cứ im lặng thôi. Nhưng mà rồi á, trong 3 tuần lễ mà sầu quần chưa đâu vô với đâu á. Dạ. Em có bị hoang mang lo sợ? Dạ không, em thì là tâm lý em lúc nào cũng vui vẻ lạc quan á, với lại là em lo đi chơi, em lo lên kế hoạch để em được hưởng tuần trăng mật. Tức là trong 3 tuần trăng để chuẩn bị lên kế hoạch á thì không được. Nhưng mà trước khi đi là cũng được rồi. Rồi xong mày đi á, cái đó là dính luôn. Dính bầu luôn. Một lần duy nhất, và từ đó là chỉ vậy, là coi như là từ lúc cưới cho tới lúc đẻ, mà đẻ con xong là phải kiêng nữa. Coi như tổng cộng 2 lần. Trời. Tụi em chỉ mới tân hôn đâu đó chừng 5 đổ lại đây. Mà con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 3 tuổi rồi anh. 3 tuổi dạ. Rồi em. Dạ. Dễ thương quá. Rồi bây giờ chúng ta đến với cái phần là rất là hấp dẫn nha. Nãy giờ anh thấy chồng em á nhẹ nhàng, điềm đạm, từ tốn, rất lịch thiệp vậy. Không biết anh ấy có nhiều tật xấu không ạ? Chồng em thì hay bề bộn, nghĩa là về là giày bỏ nơi, dớ bỏ nẻo. Cái bàn làm việc của chồng em mà nó sạch được quá 3 tiếng là em phải làm tiệc chúc mừng. Vì lên ngồi cái là nó cũng lâm hết à. Nghĩa là ông để, ông quăng sách vở để. Dạ. Bừa bộn đúng không? Dạ đúng rồi, cái ba lô chồng em mà mở ra là coi như là giống như túi Doraemon, không thiếu cái gì hết. Nhưng mà em thì được cái là em thoải mái, cho nên đó là chồng em dậy thì em cũng thấy thoải mái. Ok luôn, không sao hết. Hai vợ em chồng em mà đi du lịch về là hai cái vali, là cái vali bỏ chỗ này, cái vali bỏ chỗ kia, rồi cứ lôi đồ ra mặt hết thì cất vali thôi chứ cũng không. Nhưng mà em có bừa bộn không? Dạ. Em có bừa bộn giống như ảnh không? Em thì em không bừa bộn như ảnh, nhưng mà em cũng không phải là người quá chi ly trong mọi thứ. Còn gì nữa nè? Còn thật xấu gì? Có giống Nobita không? Dạ, quên chồng em quên là sao? Quên số 1 luôn, nhưng mà may quá em số độc đắc. Em quên giỏi hơn chồng em. Quên. Tiếp tục này. Chồng em cọc nhưng mà em có thuốc trị. Thật ra là chồng em cọc thì em giả ngu, giả ngơ, coi như không biết gì hết. Xong rồi lấy hồi là quên luôn, thế là xong. Quên là mới cọc luôn á. Thật sự luôn là kể tính tốt thì em kể rất là nhiều. Vậy em có mong muốn chồng em thay đổi gì không? Em thì em thấy như vậy là được rồi. Quá tốt. Dạ. Vậy là em đó Dương. Nói chung thì em cũng có một cái hội bạn thân, là cái nơi mà em hay chia sẻ những cái tật xấu của bà xã. Mấy bạn em cũng có bà xã hết, về kể với nhau thì mới phát hiện một điều, đó là cái tật xấu của mấy bà xã của mình thực ra nó ai cũng có. Y chang dạ. Luôn á. Cái đầu tiên là cái mà em cảm thấy khó chịu nhất, nó làm cho em nhiều cảm xúc tiêu cực nhất, đó là cái chuyện mà phủ nhận tất cả những cái gì mình đã làm. Cái này nói được không ta? Chồng đi làm về thì phải đưa tiền chợ. Đó, đưa đường chợ, đi đường chợ, đi đường chợ vậy. Nhưng mà mỗi lần mà giận lên chút xíu nha, là anh không có lo gì được cho em hết trơn. Anh không có cho em cái đồng nào hết trơn. Đó kiểu vậy. Là quên, nó bị tính hay quên. Cầm tiền xong là không nhớ mình cầm tiền của ai luôn. Dạ đúng rồi. Xong cái đó mới đưa hồi chiều. Đó bây giờ kể nữa. Có chút xíu vậy mà cũng kể được. Kể quá trời kể luôn. Đó kiểu vậy. Rồi một cái ha. Rồi cái thứ hai đó là cái này gọi là quy tắc con số 4 mà mãi tới bây giờ em mới học được, chứ ngày xưa đâu có biết. Cho nên là luôn luôn gặp rắc rối. Mỗi lần mà giận nhau ấy, bả nằm xoay vô tường. Còn em phải nói: em ơi, cho ôm cái nha. Thôi đừng có đụng vô. Thôi cho ôm cái đi mà. Thôi đừng có đụng vô. Mình muốn ôm rồi đó, cái vợ mình mới nói: không, cái này em nghiêm túc. Tại vì bây giờ em mệt á. Nếu mà anh cứ đụng vô người em như vậy nhiều á thì em sẽ không có ngủ được. Cho nên là nếu mà anh muốn á thì nói chuyện sao bây giờ, không đụng vô em. Nghe nghiêm túc quá, em tưởng thiệt. Cái thế là em ngủ luôn. Cái sáng mai: tại sao hôm qua anh không ôm em?
cái ủa nó mới được đâu. Không được, anh phải nhớ quy tắc con số 4, phải năn nỉ 4 lần tới cái lần thứ 5 mà em vẫn như vậy thì mới là thật. Đó, thì đó là cái mà em học được. Thì có như sao đó bớt cái... xuống 2 lần cho đỡ mệt. Bớt xuống đi. Ta đi chợ tôi còn trả giá mà. Chứ nhiều khi mình thoải mái quá cũng đâu có được chị. Nhưng mà mình bây giờ phải làm nư chứ. Từ từ cái con số 4 nó lờn. Số 5, số 6 này kia là có nhiều cái chiêu trò khác nữa. Cái đó là cái thứ hai. Này lại có lần em mệt nữa nè. Có một ngày đẹp trời nọ, cái tự nhiên cái cảm thấy khó ăn khó ở, cảm thấy hay cáu gắt. Lúc đó mình biết là giận rồi, mình cảm nhận được. Cái mình hỏi em giận anh gì hả? Đâu có giận gì đâu. Sau mãi sau này mình mới biết là ồ, hình như đã lâu rồi mình không có chuyện ấy. Cái lúc đó là lúc mới cưới, cũng lo toan nhiều thứ lắm. Rồi mới dọn ra riêng, có rất là nhiều gánh nặng phải lo, mà đùng cái có bầu nữa. Cái em nói à trời ơi, thì ra là cái chuyện đó. Thế, cho nên là mới khó nói đó, chứ sau đó hiểu rồi thì lâu lâu em cũng mạnh dạn. Mà bây giờ chủ yếu là em đòi nhiều hơn. Rồi bây giờ có mong muốn thay đổi điều gì? Dạ, thay đổi gì không? Muốn thôi, chứ cũng hiểu là cái hoàn cảnh nó cũng khó. Tức là sáng sớm vợ nấu cơm, mình ăn cơm chung, vợ nhà chơi với con hết đi, mình đi làm được rồi, còn vợ đi làm cho vui, một ngày 4 tiếng thôi, một ngày 8 tiếng thôi đó, rồi còn lại thì mình lo hết. Thì cái đó là cái mong muốn của em. Nhiêu thôi chị thấy vậy nè, chị có cảm giác thôi là hình như tụi em còn có một cái gì đó nó vẫn còn giữ kẽ với nhau á. Mặc dù là mình đã quen nhau tới 5-6 năm rồi, mình ở với nhau 3 năm rưỡi rồi, nhưng mà hai vợ chồng vẫn còn cái gì đó nó chưa phải là một. Nó vẫn còn cái sự giữ kẽ. Giữ kẽ với vợ, giữ kẽ với chồng và giữ kẽ với mọi người xung quanh. Đó, thì giữ kẽ với người xung quanh là ok, là cái điều đó là nên phải bắt buộc. Nhưng mà em biết không, vợ chồng nó có cái vui lắm. Khi mà em đã vượt qua được cái điều mà giữ kẽ với nhau á, thì chị nói thiệt với em là cho đến thời điểm đó thì cái mảnh ghép kia, cái nửa kia mới chính thức là một nửa của mình. Nó khớp á, nó vô cái ngàm nó khớp. Và tự nhiên mình cảm thấy rằng là tất cả những cái gì mà xấu xí nhất mà mình cần phải ém đi, mình cần phải gì cho mọi người đừng có thấy, là mình chỉ có xả được với chồng mình thôi. Và ngược lại, chồng chỉ có xả được với mình. Nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó sung sướng lắm. Không, cái đó chị nói nghiêm túc, em cứ thử đi. Tại vì cái người mà đi với mình đến cuối cuộc đời là chồng, là vợ mình thôi, chứ cũng có ai. Nếu mà mình thực sự là một nửa của nhau thì thành ra em thử cái cảm giác đó đi. Tức là tụi em đã rất nhiều những cảm xúc rồi, cái cảm giác rồi, bây giờ tụi em tận hưởng thêm một cái cảm giác đó nữa, là không giữ kẻ với nhau nữa. Đó là muốn là ánh đó, ví dụ nha, đó, lâu lắm rồi đó, ví dụ vậy. Chị nói vậy không cần phải nói xa nói gần, không cần phải tự hiểu. Em hiểu cái gì không? Không cần phải tự hiểu. Tại vì như vậy nè, những cái đó nó sẽ làm cái hưng phấn của chồng em nhiều hơn. Hoặc ngược lại nha. Tự nhiên ủa trời, bà rất cần đến mình, bà rất là mê mình, bà rất là muốn mình, là tự nhiên cái hưng phấn nó nổi lên, đúng không? Đó, và ngược lại chồng cũng vậy. Đó thì chị chỉ góp ý vậy thôi. Em có vậy không? Có luôn. Không. Có, bởi vì mấy hai đứa liên tiếp. Anh hy vọng là sau chuyện này về các em, nếu như vẫn còn có cái gì mà chưa có thật sự là có thể tỏa ra hết, bung xòe ra hết á, thì hy vọng sau chương trình về thì hai vợ chồng sẽ không còn có một cái gì đó kẻ, không có gì cái gì đó giữ nữa hết. Nghe, cứ nói hết nghe. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều.